Hello cả nhà. Mình vừa thực hiện ca hiệu ứng bút chì không tê. Mới xong một bên nha. Bên này đang vẽ chưa làm này. Lát nữa sẽ thực hiện cho mọi người xem. Bên này vừa xong. Vừa bôi chút dung dịch khóa màu. Khi làm hiệu ứng bút chì thì chúng ta xong chúng ta sẽ nhìn từng hạt mực rõ ràng này trên lông mày. Chị cứ cầm giúp em ấy, quay bên này. Đừng quay em nhé, hôm nay em hơi buồn nhé. Sau khi làm xong mình có thể ủ bột, ủ mực nhé. Mực đều là có bột thì mình ủ luôn bằng mực này luôn nhé. Trà này hơi rát một chút. Có đau lắm không em? Nó nóng, bắn nó rát. Nó hơi rát rát đúng không? Nhiều lúc cái ủ một cái này là khách hàng soi gương hết hồn này. Nghiêng bên này là bên này nha. Hoàn toàn không tê nhá. Không tê một chút nào luôn. Đấy, thay kim mới. Nguyên tắc của mình khi làm là mỗi bên lông mày mình sẽ làm một cái kim cho nó sắc. Đi hiện chứ không đau. Nó sắc hơn, nó ngọt hơn. Máy thần thánh kim 1 nha. Hiệu ứng bút chì không tê không khung. Hai giọt mực nâu chì nhá, màu nâu chì sẽ sử dụng hai giọt mực cho hai bên lông mày cả ủ. Như thế này thì một lọ mực chúng ta làm được bao nhiêu mới xứng hết? 50 bốn. Nếu mà mình bôi nhiều, mình ủ nhiều thì mình sẽ mất khoảng 3 giọt mực nhé. Màu nâu chì nhé. Chúng ta sẽ đánh nhẹ cái phần khung nhé. Đánh nhẹ bằng rắc hạt nhé thì nó sẽ không bao giờ lộ khung này. Đó. Đây là cách đi khung không lộ khung nhé. Là các bạn đánh dải hạt nhé. Đánh dải hạt trên đường khung nhé. Thì nó sẽ không bao giờ nó lộ khung. Nó sẽ không bị cứng. Khi bong ra nhìn nó sẽ rất là tự nhiên. Chúng ta lấy hơi ít mực cho nên chúng ta sẽ phải chịu khó nghiêng nghiêng cái hũ mực của mình. Mực màu nâu chì nhé. Bong ra, làm xong và bong ra cũng y chang như chì luôn. Màu này có thể điêu khắc được nhé. Các bạn có thể dùng để điêu khắc phần đầu lông mày bằng mực này luôn. Dựng thẳng máy nhé, máy phải vuông góc với bề mặt da nhé, thì nó sẽ đỡ sát thương hơn, khách sẽ đỡ đau hơn, lực chậm hơn nhé. Mình đang sử dụng để lực máy là 1 nhé. Để lực nhỏ thôi. Thường xuyên hút ngoài nhé. Đó, chúng ta đánh được một cái nền khung này. Khi đánh được một nền khung, bắt đầu chúng ta đánh bên trong này. Lượt đầu tiên không cần kỹ quá bởi vì nó có lẫn cái mực chì vẽ của mình ấy. Mình đánh sơ thôi. Hai bên lông mày chỉ làm hết 2 giọt mực thôi, và nếu chúng ta ủ thì nó sẽ mất khoảng 3 giọt. Bạn nào ủ nhiều thì mất 4 giọt.
Cho nên một hôm một cái chai mực này các bạn làm được khoảng 30 cặp lông mày nhé. Bạn nào làm giỏi thì còn hơn được nữa. Một chai mực này hình như là 800.000 đấy. Hình như là 800.000 giá ngoài. Mà chúng ta làm được cho khoảng 30 cặp lông mày là 800 chia 30 là bao tiền đây? Là bao tiền một lần đây? 30.000. Chưa đến 30.000. Đúng rồi, 900 là chưa đến 30.000 một cặp lông mày thì các bạn mà thu về khoảng 1 triệu. 27 thôi. Siêu lợi nhuận nhỉ? Hai mươi bảy ngàn một cặp lông mày, cả tê gọi cho 30.000. Kim nữa. Kim này thì không biết đáng bao nhiêu, có mấy trăm đồng. Cái gì kích màu nữa. Hóa màu thì không biết đáng bao nhiêu hết ý. Gọi cho là mỗi khách này chúng ta hết 100.000 đi. Quá sông xanh. Không, chỉ hết khoảng 70.000 thôi. 100.000 này quá. 70.000. Siêu lợi nhuận. Các bạn thu về khoảng 500-600 cũng ok rồi. Nếu như ở vùng tỉnh nhỏ. Còn bình thường mình đang làm cặp này là 1.5-2 triệu. Chưa chưa ai nghe mình bảo mình làm cặp này nó thu lợi ác quá. Chứ còn một bộ là còn lấy lại vốn. Đúng rồi, làm bộ lấy lại vốn rồi. Cho nên đừng có tiếc tiền về nhập mực đắt. Đừng tiếc tiền khi nhập mực đắt. Bởi vì đắt nó sát ra miếng. Các bạn tha mực già rồi nó sẽ thấy được nhiều vấn đề. Nó nhàn rất nhiều mà tác phẩm mình làm xong nó đẹp. Nó rút ngắn thời gian, nó lại bong, nó lại đẹp. Và nó hỗ trợ cho những người mới làm nghề ấy. Rất tốt luôn, nó dễ làm. Thì chẳng, các bạn đặc biệt mới ra nghề đừng nên tham đồ rẻ. Khó làm. Mua mực học viên trước. Cứ không cần mua nhiều màu, thực sự không cần mua nhiều, chỉ cần mua một vài những mực chính. Một vài mực chính là cần mực đắt. Mày... Tại vì vừa mới làm nghề, tay mình còn chưa có vững ấy. Lấy thêm một giò thêm lát còn ủ cho nó dễ lấy các mực đã cùng kim. Không cần mua nhiều màu đâu. Mua màu chính thôi. Chai này mới lấy ra hả cô? Chai này mới làm cho một khách. Chai nặng nó lâu vậy. Nó đặt. Mực này điêu khắc được mà. Mối này lợi. Điêu khắc được luôn. Lợi rất nhiều luôn chứ. Nói chung là nếu như mà bình thường mà em mà không tư vấn mọi người điêu khắc được ấy, thì em bán được cả sắp khắc. Thế nhưng mà thực sự là trong đầu em luôn nghĩ là làm sao cho mọi người mới ra nghề ấy, mà không bị mất vốn nhiều ấy. Quan trọng nhất là mọi người ra nghề làm thật là tốt là được. Mừng nhất là khi học viên thông báo là vừa mới lấy đơn mực về xong đã khoảng tháng sau lấy đơn mực nữa là bạn ấy sẽ tụt đông khách. Thế là nghe thế là mừng rồi. Không cần phải nhiều lấy một lần nhiều các loại màu mà chỉ cần lấy những cái màu chính thôi. Làm hết mình lại lấy thêm. Những màu không thể thiếu được thì cần thôi. Lớp đầu thì chúng ta lớp sơ thôi nhé. Bởi vì chúng ta sẽ lau, mình phải lau cái lớp chì vẽ ở dưới đi thì làm màu nó mới dễ vào được. Ở dưới nước phát trí vẽ mình đánh sơ để cho giữ nền thôi. Đấy, giữ một cái nền nhẹ này thôi nhé. Mình chỉ giữ một cái nền nhẹ thôi xong rồi mình làm tiếp. Không cần phải làm đợt đầu tiên, không cần làm kỹ quá bởi vì nó có cái lớp bột ở dưới lớp trí vẽ, mình đánh kỹ nó khó làm. Ôi xin, quên mất lau bên này khô queo rồi. Ở kia ba cho ở dưới à? Trên này đâu? Đây, sau khi ủ xong mọi người sẽ thấy nó đậm hơn rất nhiều. Thấy không? Lúc mới làm nó không hề đậm lên đúng không? Cái màu này nó cái khi chúng ta bôi cái khóa màu vào ấy. Cái chai khóa màu này này. Mọi người lưu ý, khi chúng ta làm chỉ làm được khoảng 70% thôi. Các bạn bôi một cái giọt dung dịch khóa màu này nhá. Nó sẽ khóa toàn bộ màu và nó kích thích màu lên, nó khéo nó là khép mô khóa màu. Nên nó khóa màu và nó làm cho tất cả toàn bộ màu nó sẽ nổi hết lên. Nó giữ được màu tối đa. Cho nên khi mà mới làm xong nó không đậm như này, nhưng khi chúng ta bôi một giọt khóa màu phát nó nổi hết màu lên luôn. Đó. Cho nên là cái này nó hỗ trợ cực kỳ tốt luôn và nó giữ cả màu luôn.
giữ màu lên. Nó giữ mỡ nó nổi hết màu lên. Đó. Vừa lấy nhìn nó không đậm này nhá. Nó sẽ nổi hết màu, nó khóa toàn bộ màu. Nha. Chứ vừa lấy làm xong nó đâu có đậm này đúng không? Các chị ở đây, các chị là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi chúng ta bôi khóa màu khác nó sẽ lên nhá. Đừng có tham làm đậm. Các bạn vừa làm nghề đừng có tham đánh một lần phát đậm luôn, lúc mà mới làm xong ấy đậm luôn ấy. Vì sao mà khi làm xong đậm luôn, xong mà một lúc sau thì nó đen xì luôn ấy. Nó nổi màu. Chúng ta làm thật mỏng, thật mịn hơn màu toàn bộ dưới da nhé. Đó, không hề trên bề mặt mọi người nhá. Nó không, nhưng cái màu nó không hề bám ở trên bề mặt da. Nó nằm hết ở dưới chứ, vì sao nó giữ được màu. Bong da như, làm như nào bong da giữ được như vậy. Còn nếu các bạn làm cái màu nó bệt, nó dày cục ở phía trên bề mặt da ấy, thì bong da nó theo vẩy đi ra hết. Cái này là nó bong như da chết đi ra. Nó bong như da chết luôn. Nhiều khi khách cũng không để ý nó bong luôn. Nói thật mọi người là em kém chụp hình, kể cả like cũng vậy. Tại sao mọi người ta like chụp hình được đẹp dã man luôn mà em không làm được đấy? Nhiều khi mình làm xong mình thấy nó ưng mà mình chụp lên, mình quay lên mình nhìn thấy nó xấu thì mình chả buồn chụp nữa. Thầy quay nói là iPhone quay xấu. Thầy Giang. À thầy Giang. Thảo một cái Oppo xem bao ảo. Em mua Oppo rồi em lại Oppo nó chỉ được cái camera trước thôi. Chuyên selfie ấy. Còn camera sau nó không được. Chắc chỉ được cái thằng Samsung thôi. Kinh lắm. Chắc chỉ được cái thằng Samsung là được tất à. Cái anh quay á. Không quay. Đi. Cái không quay á. Hàn Trung Quốc. Ừ. Cái không quay chẳng lên mà. Ánh giờ nó mạnh lắm. Cái này, cái đời mới, nếu mà chụp mà để rõ được cái thạo hạt đó thì nên dùng iPhone camera thường sẽ chụp rõ hơn. Mà mình chỉ bằng Apple thôi, nó chẳng hạn hảo bắn. Sau đó bạn nó mua, ừ nó cà hết rồi, mặc định chụp không được. Nó cũng mười mấy, chứ không có rẻ đâu. Nó là đồ Trung Quốc, đồ nội địa chung. Đồ Trung Quốc mà cao cấp Trung Quốc mà. Đồ nội địa chung, chụp nó ảnh đẹp, đồ nó cũng bền. Nó pin khủng lắm ta. Mấy cái bọn này pin khủng. Lâu hết pin. Thằng iPhone đi đâu cũng phải dính pin theo. Nhưng trước em dễ, dùng Apple ấy. Nhưng mà nó dễ hư đuôi lắm. Nó dễ hư cái cổng sạc á. Ừ. Trước dùng Apple cháu giờ đi đâu mà cần mang sạc theo. Từ hồi chuyển cái thằng iPhone đi đâu cũng phải dính sạc. Cổng sạc Apple nó hư. Da bạn này hơi mỏng. Nên là vấn đề mà làm không tê với những trường hợp da này nó sẽ hơi khó làm với các bạn mới nghề. Da này hơi mỏng nhé. Không bắt buộc là phải không tê nhá. Không tê được là tốt, còn nếu mà không được thì vẫn cứ làm tê nhé. Họ hỏi cái gì thì chị Quế hỏi đọc lên nhá. Em thấy có mấy người hỏi quá trời người hỏi lý do, cái mấy trăm, hai ba trăm người coi. Cái bé này mọi người nên theo dõi nhé, tại vì em hay like trên đấy. Cô dùng máy gì thế ạ? Máy nhựa, máy thần thánh. À, dùng bút định hình để giữ khung à cô? Ủa chị khỏi cần dùng bút luôn. Chị vừa hướng dẫn cách đi khung không lộ khung rồi đó. Chắc là vừa vào like à? Lát xem lại nhá. Hãy xem lại cách hướng dẫn đi khung không cần đấy nhé, không cần định hình nhé. Chị ơi, học phun xăm cần mua sắm những dụng cụ và máy gì ạ? À? Em đi học đi, em coi sẽ biết. Bạn chứ Tiến Thành nhiều thứ cần lắm. Hiệu ứng bút chì pha những màu nào vậy cô? Duy nhất một màu nâu chì thôi nhé, không cần cái gì hết. Không cần pha tiếp gì hết nhé. Hiệu ứng bút chì quan trọng là công nghệ phun giống như bút chì và cái màu của nó là cái màu giống như chì. Ở đây chị đã có sẵn một cái màu là màu chì cho các bạn rồi. Các bạn chỉ việc quất luôn thôi, không cần pha hết bất cứ một cái gì hết. Đảm bảo bong ra như kẻ chì luôn. Nhiều người không biết tưởng mình make up chứ không phải là mình đi phun lông mày. Khóa màu giá bao nhiêu vậy cô? Bao nhiêu nhỉ, quên rồi. 300 mấy.
Em cứ inbox ở đấy sẽ có một bạn bạn ấy trả lời em nhé. Chị thì vấn đề giá cả chị cũng để ý được, nói chung là đầu mà giữ nhiều thứ quá nó tàu hỏa nhập ma, cho nên là chỉ giữ kiến thức thôi. Ma gọi rồi đó. Chị công tác nốt trong Sài Gòn ngày hôm nay và sáng mai là lại bay về với Hà Nội. Khoảng tháng nữa lại bay vào Sài Gòn. Tại vì đợt này đang chuẩn bị chuyển đổi cơ sở VIP ở trong Sài Gòn, cho nên là sẽ bay ra bay vô nhiều với Sài Gòn hơn. Đó, chúng ta đi lớp thứ hai đã hiện hình lên dáng rồi này. Trong đấy nhìn rõ không chị Quế? Đây là mấy lớp thứ hai nha, là hiện hình lên dáng rồi. Các bạn lưu ý này, cái bên làm sau tuyệt đối không bao giờ được phun đậm bằng bên làm trước. Nếu như bên làm sau mà phun đậm, khi mà các bạn phun đấy, bạn cố đậm cho bằng bên này này, thì bong ra cái thằng này đậm hơn. Nãy cái bên này, vì sao khi nó khô là nó sẽ đẩy màu mà. Nó sẽ đẩy màu thì bên này nó sẽ đậm. Cho nên bên làm sau mình sẽ phải làm, nếu mà bạn nào nhớ được cái màu lúc mà mới làm xong thì bạn làm đúng như vậy. Còn đâu là không phải làm nhìn lợt hơn một tông nhé. Chụp ảnh nhớ nhiều khi chụp nó không hình chuẩn. Nó không thật. Mình nhìn ở ngoài đi, chụp hình nó đã, mình nhớ mình đi bao nhiêu lớp. Mình phải lực tay phải y nhau nữa. Chứ bên kia 3 lớp, bên này 3 lớp mà lực tay khác nhau. Lớp của chúng ta sẽ tính với vấn đề là mực phủ đầy, phủ kín. Cái lớp nào sẽ phải tính là mực phủ kín nhá. Cái gì mà giọt gì? Dâm dớm không xíu. Đỏ luôn mà. Thấy đỏ rồi. Nhưng mà không tê là nó hết đỏ nhanh lắm. Đấy, bên này sắp hết đỏ rồi nè. Màu nâu chì nha, để làm công nghệ hiệu ứng bút chì tạo hạt nhé. Màu này mà các bạn mua mấy cái máy kim lò xo ấy, làm đã luôn. Cái máy cô nói là kim mắt đó hả cô? Vâng, làm sướng lắm. Đây là em làm máy cùi bắp đấy. Máy lò xo là giá gì hả cô? Mấy triệu đấy. Máy xịn hình như là 4, 5, 6, 7 triệu gì đấy. Nhưng mà làm nó đã lắm. Thì là của đấy thôi. Mình chưa có điều kiện để máy nó mình ở đây không nhập về bán sao cô? Có bán lắm chị ơi. Nó mắc thì bán được cho mấy người. Mà em muốn nhập buôn thì em phải nhập số lượng lớn đấy chị. Yeah. Mà nhập về mà bán được cho 1-2 người, 1-2 cái thì chết em thôi. Em chả nhập đâu. Mọi người mình có thể liên hệ với các bên bán dụng cụ ấy. Bên này thường khách hàng sẽ đau hơn bên kia một chút nhé. Bên trái này bao giờ cũng thường đau hơn. Bên tim. Mình kỹ thuật vẩy tay phải cực kỳ siêu nhẹ nhé. Bạn Vinh Hà, máy bình thường làm được không cô ơi? Chị đang làm máy bình thường đây em. Chị đang làm máy thần thánh của nhà chị đây. Đó, máy nhựa bình thường mà. Quan trọng nhất là cách các bạn vẩy tay và cái mực của mình nó dễ làm thôi. Có mấy còn bạn muốn xem lọ mực nâu chì đây. Chị nói thật mọi người là nó chị chưa kịp về tem. Nên chị mới ghi tạm đây là nâu chì. Chứ thực ra nó sẽ có tem xịn sò hơn nha. Tem đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng đây là cái chai mà chị đang bỏ ra để chị xuất dùng nhá. Một chai này sẽ làm được cho khoảng 30 cái lông mày nha. Nhưng trong trường hợp các bạn biết cách dùng tiết kiệm nhá,
lông mày, cặp lông mày bạn này chị làm hết 3 giọt mực cả ủ nhé. Còn nếu mà phun không thì chỉ hết 2 giọt thôi. Nó tem xịn sò cho các bạn nhìn trông sang chảnh nhé. Đây là lọ xuất dùng nên chị không có dán tem. Tại một cái tem nó cũng hơi mắc. Mình tiết kiệm hết mức luôn. Đây, cái đầu bên này phải nhìn cái đầu bên kia nhé. Đó, nó hiện lên dần không? Nếu như mà thích nhạc, khách hàng thích cực kỳ tự nhiên thì chúng ta chỉ cần làm đến đây và dừng lại. Và gần như không bong nhá. Làm đến đây và dừng lại là gần như không bong. Nhưng làm đến đây thì khả năng cao là một tháng sau chúng ta sẽ phải giảm lại một hai lần nữa. Còn nếu mà làm cố như thế này thì không phải giảm nhá. Còn làm đến trên mạng nó chụp ảnh thì thường nó làm này, nó không chụp ảnh này. Đúng ở đây nó không chụp ảnh hơn à. Như vẽ luôn đúng không? Bạn Tiến Thành, không cần mix thêm nâu đen à chị? Không mix cái gì nha. Đi thẳng nha, mực mix sẵn rồi các bạn nhé. Mực đã mix cho các bạn rồi, các bạn không mix cái gì hết. Đi thẳng luôn. Vinh Hà, vậy mà em làm 8 giọt cho một bộ chân mày cô ơi. Vậy thì em nhanh hết mực để mua cho chị thôi. Nhưng mà lấy ít thì chịu khó phải nghiêng nghiêng đi. Gia đình mình tiết kiệm mực đáp, mình tiết kiệm tí, đúng không? Còn bạn bóp nhiều đổ đầy thì bạn đỡ phải nghiêng. Gia đình có điều kiện thì không phải nghiêng. Một cặp lông mày là thừa chai mực rồi, ra sang chảnh dùng thoải mái kẹp bô. Nhưng nói thật với các bạn là bản thân mình là người khá là tiết kiệm, và mình cũng hướng dẫn các bạn học viên của mình tiết kiệm. Chứ nếu các bạn làm nhanh hết thì mình càng bán được mực thôi, nhưng mình thấy nó hơi phí. Chúng ta chỉ dùng đủ là được, không cần dùng nhiều. Bóp ra 2 giọt một thôi nhé, làm hết lấy thêm. Riêng cái màu, mấy cái màu cực kỳ này, siêu bám này thì các bạn không cần lấy nhiều nhé, phí. Đổ đi cực kỳ phí luôn. Cứ thử một chai nâu chì về đi. Bên này hơi đau đúng không? Chịu khó nhé, sắp xong rồi kia. Thử một chai nâu chì về đi, nếu mà không đẹp thì các bạn giả lại mình. Sướng kinh khủng luôn ấy. Nó hỗ trợ cực kỳ cho thợ mới ra nghề. Mà đặc biệt là nó tạo hạt rõ ràng luôn. Chỉ cần các bạn dùng máy với cái máy tạo hạt này nhé. Mà các bạn phải thử trên da giả ra được hạt thì nên người nó cũng ra được hạt. Những bạn mà cực kỳ thích nó, nhiều khách hàng người ta đến người ta bảo phải làm cho em thật tự nhiên thì đừng có tham làm đậm đen xì. Và đừng không, tuyệt đối là cái mực nó siêu bám này các bạn đừng đánh chết một chỗ nhé. Đánh chết một chỗ là nó thành một vệt đậm luôn đấy. Đánh thì giải đều ra. Có hiểu thế nào là chết một chỗ không? Đánh đi đánh lại kỹ càng một chỗ. Thường là một lượt chúng ta chỉ đánh 1, 2, 3, 4, 5 là chúng ta đánh chỗ khác nhé. Còn đôi khi phun bình thường kia của chúng ta có thể 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 một đường trên một lượt ấy. Nhưng mà cái dòng mực này nó cực kỳ bám cho nên là chúng ta không nên đánh chết một chỗ. Nó sẽ rất là đậm. Cái đầu giải thật là tự nhiên nhé, giải hạt nhé.
Bạn Vinh Hà, tại máy em sao không xuống và em hay lấy bông hút rồi mới làm được. Cô nếu à, như máy không xuống mực nhá, các bạn để ý này, vừa nãy mình cũng làm một cái tiểu chị để ý, quay kỹ vào đây cho em này. Trên cái ngòi các bạn sẽ cắt một cái lỗ cho mình nhá. Đây này, trên cái ngòi mình cắt một cái lỗ nhỏ thì nó sẽ không bị tắc mực nhá, nó sẽ không bị bí, mực nó sẽ xuống đều hơn nha. Chào sếp. Đi một bên lông mày mấy lượt thì được ạ? À? Không đếm lượt nhá, chúng ta tùy cơ địa khách hàng nữa. Đi đến khi nào mà nhìn thấy khách hàng thích đậm thì mình làm nhiều lớp, còn khách hàng thích nhạt thì mình làm ít lớp, nhưng lớp nó là lớp đều nhá. Lớp đều chứ không được cái chỗ đậm chỗ nhạt. Rồi khách da dầu, khách da khô, khách da mỏng, khách da dày. Cho chúng riêng chỉ là không dạy lớp, lớp. Lớp thì các bạn làm cứ tính lớp như thế không mệt lắm. Rồi lớp nhiều, lớp ít, cứ nhìn nó đều màu nó đẹp là được rồi. Sắp xong bên này nha. Cái mỏng mà đúng mở mở mạng không? Chắc là mạng ấy. Chắc là mạng chứ trên này thế nét. Còn mọi người cho con nó có mở không? Mọi người xem có nét không? Anh ơi bỏ tay ra. Nhiều con mắt nhìn em đấy, 200 bao nhiêu con mắt nhìn em đấy em. Cho nên em đau. Tê tái. Bên trái này bao giờ cũng đau hơn bên kia nhé. Kỹ thuật gì đây? Chỗ ống bút chì này không tê anh ạ. Quỳnh Hương Lê, không cần tê luôn hả chị? Không một chút tê luôn, không một tí xíu nào tê luôn. Bạn ấy sẽ hơi ra bên trái này này, cái bên phải không sao, nhưng cái bên trái này là bên tim này này, nó sẽ hơi rát một chút xíu, nhưng mà cũng sắp xong rồi. Cho bạn khoảng 1-2 lượt nữa cho nó khỏi phải dặm luôn. Em ấy đã rớt một giọt nước mắt rồi. Không sao hết, một giọt nước mắt đổi lại một cặp lông mày đẹp thì vô tư. Cái gì vậy, đừng cho chị nghe giọng chị. Một lượt nữa xong. Làm không hề sưng đỏ đau bệt. Cố gắng mà luyện học nhé các học viên của tôi. Ừ.
không giấu nghề tí nào mà học viên không học được là nỗi buồn không gì sánh bằng. Nếu mà ai mà ghi như này mọi người này, cầm máy mà ghi như này này, cầm ba ngón này ghi như này này, bây giờ đảm bảo luôn là máu me te tét bệt hết màu luôn, hiểu không? Cầm này này, đấy là cái cách cầm máy các bạn, nhiều bạn một ngón hay hai ngón được, nhưng mà các bạn như này này, đó như này này, cứ dây như này này. Trước khi học là chỗ đó dạy gì đảm bảo luôn là bết bệt bệt luôn, ảnh hưởng máu me te tét kiểu này rất khó. Một ngón hay hai ngón chống đều được, cái quan trọng nhất là cái lực nước này thật nhẹ cho em mà được như này. Nếu mà một ngón chống này rất là nhẹ này, nhìn thấy không, rất là nhẹ thôi. Còn nếu mà dùng cổ tay mà ghi xuống là chết rồi đấy. Thả lỏng hết mức là chống tay, chống khử tay vào vai khách được, hoặc vào giường để nâng cái máy thật nhẹ lên và lướt. Ngủ đi. Xong rồi. Bạn Tiến Thành: em đang dùng mực nâu sô-cô-la và nâu đen của Bibo Master. Bibo còn, thì nó hơi nhạt một chút, phải dặm lại 2 lần. Bibo nó nhạt mà. Bibo Master đúng không? Hơi nhạt nhá. Bibo Master. Hơi nhạt, mực đấy sẽ hơi nhạt nhá. Dùng cái đấy mà dùng sang cái nâu chì của chị thì đảm bảo em về, chị nghĩ là em không bao giờ em quay lại cái mực đấy nữa. Chị đảm bảo luôn đấy. Bạn nào khu vực miền Nam thì sẽ có ở Sài Gòn chuyển hàng cho bạn nhé. Thúy Trần: sao cái đầu chân mày đi nhiều hơn cái đuôi vậy? Cái đầu không đi nhiều hơn đâu, cái đầu chị đi nhạt hơn, đi nhẹ tay hơn đấy. Do vừa nãy mình tập trung ở cái đuôi rồi. Giờ thường là mình sẽ đánh kỹ ở cái đuôi, cái thân và cái đầu mình nhấn cuối cùng nhá. Chỗ này của hắn cắt to có một cái vết mụn hay sẹo gì đấy. Hết mực đã. Đánh tí xíu để ủ. Chị ơi, tại sao phun môi màu không tuổi như ý? Không tươi. Không tươi không bạn? Áo cưới mai hồng này. Phun môi màu không tươi. Không tươi nhiều trường hợp là các bạn đi quá mạnh tay, hoặc là các bạn xử lý thâm chưa hết, hoặc là sau bong khách hàng, hoặc là sau khi phun xong và sau bong khách hàng không chống nắng. Phun môi xong mà khách hàng đi nắng mà không bịt khẩu trang, hoặc là sau bong mà khách hàng đi nắng không bịt khẩu trang là đảm bảo thâm. Hoặc là nhiều tê quá cũng thâm, nó nhiều lý do lắm. Không tê một chút nào luôn nhé. Trông trên điện thoại nó không ra được hạt ta nhỉ? Máy kia đi. Đây máy đây được rồi. Nó xịn hơn. Dưới nền lông mày của bạn này đã từng làm rồi nhá, nhưng mà nó nhạt rồi cho nên mình xử lý hiệu ứng bút chì luôn được. Mình nét. Quay lại lên máy. Rồi sau khi làm xong mình sẽ sử dụng lên bạn này. Chỗ này có một cái
thế như cái vết chai nhỉ, đánh thêm tí chỗ này một chút này, như có một cái chút sẹo sẹo đứng trên, nhìn trên điện thoại nhìn thấy. Đây, cái chỗ này như cái sẹo ấy. Phun môi không, không tê. Chỗ dừng ai nói gì không, không tê đấy. Thực ra bạn này cái gì của bạn ấy cũng nhỏ đấy, nhưng mà chẳng qua nó ăn nhiều quá mới thành ra lớn thế này. Nghĩa ra là cái gì cũng nhỏ đấy. Sau khi làm xong mình sẽ cho một giọt khóa màu nhé. Sau khi làm xong sẽ cho một giọt khóa màu này. Đó, một giọt thôi nha. Khóa màu lông mày nha. Nó sẽ khóa toàn bộ cái màu này lại nha. Nếu như mà trong trường hợp các bạn làm có nước mô thì nó sẽ cầm luôn nước mô lại. Rồi, khi chúng ta khóa màu di cho nó ngấm, bắt đầu chúng ta ủ mực lên nha. Đấy, mực chị lấy 3 giọt mà còn thừa để ủ đây này. Dư giả quá. Làm xong vẫn còn dư một đống mực để ủ đấy. Mọi người thấy tiết kiệm một chiếc trà còn thừa nhiều quá là phí quá. Có 3 giọt mực mà thừa như này thì mọi người nghĩ chắc thì làm hết giọt thôi chứ mấy. Bên kia làm chưa? Bên kia làm chưa? Sếp hỏi bên kia làm chưa? Ủa thì anh nhìn em không biết làm chưa à? Đâu, đang hỏi lại. Tại vì vừa vào, biết. Sếp không biết à? Sếp không biết là bên kia làm rồi. À, chị Phụng Phạm ơi, em đang phun màu nâu chì nhá. Phun màu nâu chì như hiệu ứng bút chì luôn nha. Mình làm thế nào cho hết thâm à? Hết thâm à? Bôi dưỡng khóa màu vào từ khác là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nó hết thâm em. Dáng màu dáng lông mày này là chị làm cho bạn ấy dáng lông mày phong thủy đấy nhá. Chai 800.000 nha, 800.000 sẽ làm được cho khoảng 30 khách. Tức là mỗi khách các bạn sẽ làm hết 27.000 tiền mực. Mỗi khách sẽ hết cốt là 30.000 tiền mực nha. Lên luôn giá cốt. Ở đây toàn các bạn là trong cái pet này là toàn các bạn làm nghề thôi, không có khách. Không có khách cho nên là không sợ khách. Đấy là mực xịn rồi nhá. Nếu mà các bạn mua cái chai mực máu 200-300 nghìn thì làm mỗi khách hết khoảng 5.000 tiền mực. Lên màu có đẹp hay không, không màu nhiều. Lên màu đảm bảo trổ luôn. Đó, hiệu ứng bút chì nhá. Bên này làm xong rồi nhá. Hoàn toàn không sưng, không đau. Không sưng, không đau nhá. Lông mày của bạn này có tí xíu ở giữa này. Nói thật với mọi người ấy, nói thật là nhìn trong camera không đẹp như ở ngoài. Có sáng hết lên cỡ rồi. Sáng hết cỡ rồi. Thôi kệ thôi. Nè cô, có cái chỗ này nè cô. Đó, mình để sáng lên. Hả? Dạ, nhưng mà có cái xe flash à? Cái chỗ xé đó mình mà đó, mình để vậy nó tối hơn, còn mở mình sáng. Mình chào mắt khách nhỉ. Nói thật là với mọi người là em không giỏi công nghệ lắm. Cái này là cái gì ấy? Hoa lá cành à? Hoa lá cành. Chị giấy vẽ dáng đi chị. Ôi, giờ làm xong rồi giấy vẽ dáng sao? Giờ cắt sau. Nhìn ở ngoài nó hạt nó rõ ràng hơn rất nhiều nhá. Đó, mọi người nhìn thấy hàm bậc không?
Kế mực nâu chì này nó hỗ trợ cho vấn đề tạo hạt cực tốt luôn. Hạt cực kỳ mịn luôn nhá. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đây là lông mày làm xong rồi. Bên kia đang ủ mực nhá. Lông mày của bạn này có chiết ở giữa này. Đảm bảo luôn là màu sẽ bong ra sẽ giữ được 80-90%. 80-90%. Mực mày này là 800.000. Mực nâu chì 800.000 sẽ làm được cho khoảng 30 khách. Nếu như bạn nào mà không biết làm tiết kiệm mực thì đã làm cho được khoảng 20 khách. Đó là nếu như làm 20 khách thì mỗi một khách chúng ta sẽ hết 40.000 tiền mực. Còn với kim ngòi đấy hết khoảng 60-70.000. Làm tốt em ạ. Siêu bán mà. Mực này điêu khắc được nhá. Mực này điêu khắc được cho nên các bạn biết được cái độ bám của nó như nào rồi. Bởi vì nó điêu khắc được nhá. Nó điêu khắc được cho nên nó cực kỳ bám luôn. Đấy, quay cho anh 1-2 video. Ok. Hello mấy anh. Mai anh nhìn thấy lông mày đẹp không? Tạo hạt do kỹ thuật, do máy và cả do mực luôn nhá, Hà xinh gái. Nếu mà mực tốt mà các bạn phun không tốt thì nó cũng chả bao giờ chuyện ra hạt được. Thank you mai anh. Mai em về rồi nha, mai anh chuẩn bị đón em nha. Khi lột chân mày ra, chân mày có bị thành nâu đỏ không vậy? Em đảm bảo không nha. Chị Thúy Trần ơi, Thủy Trần ơi, Thúy Trần. Cái màu nâu chì này đảm bảo không có chuyện đỏ hay xanh gì nhá. Bong ra như chì luôn, màu như thế nào thì bong ra gần như thế. Giữ màu đến 80-90% luôn. Không có chuyện đỏ đâu nhá. Không bao giờ có chuyện đỏ nhá. Em đảm bảo luôn. Các chị cứ làm thử đi, không đẹp giả lại em. Em lau bên này cho mọi người xem nhá, chị phải cầm với em ấy. Mực không phải pha thêm gì nhá Hà ơi. Mực nâu chì này không phải pha gì nhá. Gái xinh của chị ơi. Sơn lên cho chị cái chai vitamin Vaseline đấy. Nhìn ở bên ngoài đẹp hơn bên trong like nhưng mà chả biết làm nào cả. Em không giỏi công nghệ lắm. Sao nó bị sáng vậy? Chắc do đèn. Khổ thân, em đã đầu tư con XS Max rồi mà em vẫn thấy em không làm đẹp, không chụp ảnh đẹp được. Cũng không like đẹp được. Lông mày này hết 2 giọt mực, 2 giọt khóa màu. Trời ơi. Bên ngoài nhìn đẹp hơn. Bên ngoài nhìn đẹp hơn. Lên hình nói chung là mẫu đẹp rồi. Mẫu đẹp rồi. Mẫu đẹp, da đẹp nữa. Không có đỏ luôn. Xíu. Hay đỏ xíu xíu thôi. Hết đau chưa? Thế làm cái không tê này thì nhấp kim lên là nó dễ chịu à? Lúc làm thì nó rát rát chút. Phụng Phạm, màu này mình điêu khắc có cho thêm gì vào mực không nữa? Cho khóa màu chị nhá. Mình cho khóa màu nha.
thêm. Em còn lâu mới được tham ạ, bởi vì có rất nhiều nhiếp ảnh gia đang chờ em. Đó, mọi người nhìn rõ cái hạt mực không? Đó, các chị nhìn rõ hạt mực rơi chưa? Ok nhá các chị em nhá. Chị em nào có nhu cầu hoặc có câu hỏi nào thì inbox em sẽ trả lời nha. Ủa sao cái lông mày này nó màu vàng ta? Giờ mới để ý này. Nhỉ? Yeah. Nó trắng đấy. Nó trắng, tóc nó hơi hoe. Hợp với màu tóc luôn. Đó, em dụ đi cho mọi người nhìn hạt đấy. Úi trời. Chị này cũng đẹp, chắc cũng tóc tơ mềm. Một cái người bự thôi. Xinh quá. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Bây giờ em chuẩn bị làm một ca chữa hôn nhá. Rồi, tạm biệt cả nhà nha.